Anh em đang muốn tìm mua nick có thể vô cực 11, AK rồng lộn hay là Scar thần tình yêu? Hãy đến ngay với shop lão gió.vn, shop duy nhất có nick đúng yêu cầu của bạn. Giá thì học sinh nhưng mà chất lượng thì lại phụ huynh. Đặc biệt có cơ hội nhận ngay kim cương khi tham gia bất kỳ vòng quay nào trên shop. Đây là shop bác chính thức và duy nhất hợp tác với mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là lão gió đây. Đến với video ngày hôm nay thì chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành nhá. Hôm nay mình đang đi ghép ngẫu nhiên đây. Rất mừng là hôm nay mấy bạn team của mình đều có mic. Và à đâu, cứ nghĩ là ba bạn chung một quân đoàn cơ, nhưng mà không phải anh em ơi. Hai quân đoàn khác nhau. Một quân đoàn AFK và quân đoàn Mê gì đó. Yếu một kìa. Sau này mình cứ bị khựng nút thế nhở? Cay chứ. Chết mẹ, lần này có được lên TV anh em ạ. Đâu rồi? Trốn làm sao được mình. Ok, xong một bé nhá. Cố lên anh em ơi. Ui, tiếp gục kìa. Ok, cuối cùng cũng gục. Bên trong con người này. Một bé nữa xong. Ý, có người cho cứu này nhé. Cứu này thì cứu này. Linh à, con gái anh em ạ. Cái này mình không cố ý đâu nha. Tại vì là mình cứ thấy địch là mình giết thôi. Ai biết là con gái con trai đâu. Ui, đắp được rồi. Thiếu hả? Mình mới bắn còn một viên à. Ê, ờ, không ai cứu bạn số 2 à? Ủa ôi, chết giữa đồng không mông quạnh này á? À? Ui, mày quá, có tầm ghê vậy. Anh em bình tĩnh, mình cứu rồi. Bình tĩnh. Phóng liệu này mấy bạn ơi. Ồ, vẫn còn à? Vẫn còn nha anh em ơi. Mấy team liền cơ. Ui, có một team từ bên dưới lên. Từ từ anh em, từ từ. Ôi, team mình kìa. Anh em xem kìa. Máu chưa? Ở đấy, đừng có gục nha. Vội vàng là không tốt đâu. Một thằng chạy xuống dưới rồi. Ok. Cứ bình tĩnh, vội vàng quá làm gì không biết. Bật mic hộ xem nào mê. À đây rồi. Thấy rồi. Có mỗi bạn số 4 có mic. Bạn số 2 với bạn số 3 cùng vậy team chứ, nhưng mà lại không có mic. Buồn ghê. À, bắn đồng đội mình. Bắn đồng đội mình này. Hình như là vẫn còn người hay sao ấy. Trong OB24 thì sẽ có hai cái súng mới nha anh em. Một cây súng có tên là súng phun lửa, với lại một cây súng có tên là Zafa Pha. Đấy, cái tên nó hơi khó đọc một chút. Mình thì trong hai cái súng đấy, mình chỉ thích mỗi cây súng phun lửa thôi. Tại vì anh em biết sao? Bên dưới người kìa. Tại vì là cây súng phun lửa ấy, diệt bông keo cực kỳ nhanh. Anh em chỉ cần xịt một giây thôi là cái bông keo nó hỏng rồi. Ngoài ra là nếu như ở trong phòng kín ấy, thì anh em chỉ cần sấy 3 giây là địch sẽ tự động chết. Đấy, sướng không? Nhất là mấy anh chàng hay thủ tròi thủ nhà ấy, có súng lửa sẽ cực kỳ mạnh. Gục này. Một lưu ý nữa là cái cây súng phun lửa ấy, nó là súng lục nha, nó không phải súng tiểu liên, cũng không phải súng trường. Đấy, thế nó mới hay chứ định. Cứu đi anh em. Mình bắn gục một rồi. Ui, bạn số 4 không cứu kìa. Tiếc quá nhờ. Cứu đi anh em ơi, mình công rồi nè. Cứu được thoải mái luôn á. Vùng 1. Ơ kìa. Khó nhở. Yếu lắm rồi. Eo ơi.
Ban nãy mình bảo cứu bạn kia phải ngon không? Tham công thế nhở? Rồi. Có mình công rồi, bạn ấy còn lao không công cùng với mình. Cái pha đấy thì mình không thể nào mình chạy sang cứu được. Tại vì nếu như mình chạy sang cứu ấy thì hai bạn bên dưới nó sẽ bắn lên. Phải có một người công, một người cứu cơ. Mà bạn kia bạn ấy lại không hiểu ý mình, bạn ấy lại chạy xuống công cùng với mình. Tiếc quá. Xin chào mọi người kìa anh em. Chào anh ơi. Từ từ. Kiếm chút đạn đã. Không có keo không đẩy được. Mày em lắm. Mình cũng không còn bom keo. Nhưng mà mình có phóng lựu này. Ây à. Trời ơi. Ném trái lựu kỳ cục chưa kìa. Yếu. Cực kỳ yếu. Ok. Xong rồi. Easy. Gì chứ. Mình đang cầm phóng lựu mini mà. Chạy đâu được. Em bắn nhau đâu vậy? Nhập pro bắn gió rồi. Ok ok. Đợi mình chút, mình đang lên bây giờ. Vừa mới chạy xuống đây tăng cái giáp cái mà anh em trên đấy đã bắn nhau mầm mầm rồi. Sợ thật đấy. Đây, đang lên đây, cứ bình tĩnh. Sao lại để đồng đội của mình chết thế kia? Ở đâu nhỉ? À, đây rồi, đây rồi. Mình thấy rồi anh em ạ. Này, nấp đi. Chán chưa? Chạy đi đâu? Một anh chàng khá là ngáo. Mà chẳng biết là bạn ấy bò bom keo lại làm gì. Không có keo, ai có keo xin keo à? Có, nhưng mà có một trái thôi, không cho được. Cái cây súng lửa anh em, thì mình nghĩ là khả năng phải đến OB25 thì nó mới được thêm vào đấu danh. Tại vì là thường thường ấy, súng mới trong OB24 ấy thì nó sẽ thêm vào đấu thường trước. Xong rồi sau khi mà thử nghiệm cũng như là fix lỗi thì người ta mới thêm vào đấu danh, chứ người ta không thêm ngay vào đấu danh đâu. Nên là nếu như bạn nào muốn test hai cái cây súng mới ấy, thì anh em chơi đấu thường nhá. Còn nếu như mà muốn chơi đấu danh ấy thì chắc phải chờ sang OB25 rồi. Mình cũng muốn chơi lắm nhưng mà phải từ từ thôi. Bom keo đầy này bạn ơi. Nhiều lắm. Mỗi người hai trái nha. Có nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao mình lại chơi ở OB23 đúng không? Thì đương nhiên rồi. Tại vì mai mới cập nhật OB24 mà. Thường thường ấy là mình sẽ làm trước video một ngày. Tức là ngày mai thì mình sẽ làm từ hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ làm từ hôm trước nữa. Đấy. Vì là nếu như mà đợi OB24 nó ra xong rồi mình làm ấy, thì mình sẽ không kịp thời gian để mà lên video được. Anh em cũng biết rồi mà, Ghana cập nhật từ 11 giờ tới 18 giờ. Nhưng mà ấy, chưa bao giờ Ghana đúng giờ cả. Toàn là trễ hơn thôi. Nên là thường thường là phải tầm 19 giờ hoặc là 19:30 thì mới cập nhật xong. Nên đâm ra là nếu như mà mình đợi OB24 cập nhật xong mình làm ấy, thì kiểu gì thì kiểu video của mình cũng bị trễ. Mà mình thì mình là con người không thích gọi là trễ hẹn bao giờ. Nên thường là mình sẽ chuẩn bị trước một hôm. Tức là như ban nãy mình nói ấy, video ngày hôm nay mình đăng thì mình làm từ hôm qua rồi. Và video ngày mai đăng thì mình sẽ làm từ hôm nay. Đấy, nên là anh em sẽ thấy đây là OB23 chứ không phải OB24. OB24 thì anh em chờ ngày mai nhá. Và thông thường thì video của mình lên rất là đúng giờ, luôn luôn là 8 giờ tối và 12 giờ trưa. Nếu như mà có ấy, thì giờ đó nó sẽ có. Còn nếu như không có ấy, là giờ đó nó sẽ không có. Còn những bạn mà bị thông báo chậm 5 phút hay 4 phút hay 3 phút gì đấy ấy, thì nó tùy vào bên YouTube nha anh em. Còn nếu như mà anh em chưa thấy thông báo ấy, anh em vào kênh, nó vẫn sẽ có video cho anh em xem. Úi, phóng lựu đấy chứ đâu. Nhưng mà mình không cho đâu. Mình đang rất là nhiều đạn phóng lựu mà. Mà còn có 4 người à. Trừ team mình ra là còn có 2 người. Thôi. Vậy là trận đấu ngày hôm nay cũng khá là nhẹ nhàng. Mình lại còn giáp trắng nữa thế này thì. Hả? Bạn kia bạn bảo gì đấy? Đây này bạn ơi. Làm gì căng. Cứ bình tĩnh thế nào. Hổ báo quá. Hổ báo quá. Còn một người nha. Chắc chắn là quanh đây rồi. Không trượt đi đâu được. Đâu rồi. Anh chàng cuối cùng nữa đâu rồi. Không muốn chém nhau không. Từ từ. Để mình đi tìm anh chàng cuối cùng. Gạ xem nó có chém không.
đâu nhỉ? Ây dô, bạn gì ơi, bạn đang ở đâu rồi? Còn có hai đứa mình với mỗi bạn thôi à, bạn núp làm gì? Quay video rồi nè. Khó nhỉ? Ây à, không chém vào bạn gì ơi. Bạn gì ơi, bạn chém không bạn ơi? Không có quạt chảo à? Quạt đâu? Đâu rồi? Không có quạt chảo, chẳng cái chết rồi nhé. Không chịu anh em ạ. Mình không thấy phản hồi gì từ phía địch. Thôi thì đành vậy thôi chứ biết làm sao được. Gạ không được thì phải chịu thôi anh em. Tại vì là quyền đồng ý hay không là ở người ta mà, đâu có phải là do mình quyết định đâu. Nó ở đâu? Quanh quanh hai ngôi nhà này thôi này. Ây à, ây, cứ bị lộn nó nảy chứ. Ghét thế không biết. Gió thật con mẹ này ơi. Bắn này thì bắn này. Vướng ngay cái bông keo. Bên này. Bắn bừa đi. Cái đội chúng thì sao? Đấy, chúng rồi đấy. Chạy đi đâu mà. Yes. Tuyệt vời. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta lại tiếp tục được nhân đống rồi. Đấy, cũng lâu lắm rồi mình mới được đi các ngẫu nhiên đây nhé. Ok, nếu như mà anh em muốn mình làm nội dung tiếp theo gì ở video sắp tới thì anh em cứ comment ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!